tiếp tục hoạt động hỗ trợ cho người lao động xa quê ở trọ gặp khó khăn trên địa bàn các khu công nghiệp. Vừa qua, chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu một lần nữa quay trở lại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Cơn bão COVID-19 quét qua, nhất là ở các khu nhà trọ, phòng trọ, người thất nghiệp, mất việc cũng nhiều. Trong cơn khốn khó ấy, đã có người trở về quê hương, cũng có người chọn ở lại để tiếp tục công việc sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Hiện tại, ở khu xóm trọ Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân này, dù mọi người trở lại với nhịp độ công việc trong tình hình bình thường mới, nhưng do thời gian trước, nhiều lao động đã nghỉ việc dài ngày cũng như công việc mới bắt đầu lại, nên cuộc sống vẫn chưa thể ổn định. Chú Lương Văn Lắm ở tỉnh Cà Mau lên khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân làm bảo vệ gần 10 năm qua. Chú giải bày, vì tuổi đã lớn nên dù công việc bảo vệ lương không cao, nhưng cũng đủ cho chú đáp đổi qua ngày. Từ lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chú cũng như nhiều người khác mất việc. Chú đành ở nhà tránh dịch, mượn tiền để lo chi phí cuộc sống. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, chú cũng mới trở lại với công việc được hơn 2 tháng nay. Nhờ vậy có được chút tiền lương để trả nợ đã mượn. Khó khăn ở chỗ lúc bệnh tật á, lại phần đi mần có lúc 3-4 tháng nằm hồi không á. Lúc thời gian ngồi ở đây mà 3-4 tháng mà. Thành ra cũng có lúc cũng kẹt lắm. Tiền nhà trọ rồi tiền ăn uống rồi nói chung là bệnh tật cũng mua thuốc uống cũng khó khăn. Tuy nhiên, hiện tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó có khu vực phường Mỹ Xuân. Các lao động nơi xóm trọ dù đã đi làm trở lại hoặc tìm được công việc mới, nhưng nhiều người lại bị nhiễm COVID-19, phải nghỉ việc tạm thời và cách ly điều trị tại nhà, dẫn đến thu nhập bấp bênh. Vì với những lao động xa quê, họ mất một ngày làm là thêm một phần lo toan. Như chị Nguyễn Thị Duyên ở trọ tại khu phố Phước Lập chia sẻ, công ty nơi chồng chị Duyên làm việc có một số công nhân bị nhiễm COVID-19 nên công việc thường xuyên bị gián đoạn, cứ bữa làm bữa nghỉ. Anh chị có con nhỏ chỉ mới 4 tháng tuổi, cả gia đình chỉ trông vào đồng lương công nhân ít ỏi của anh, mà tình hình công việc của anh rất bấp bênh nên chị Duyên không khỏi lo lắng. À, hàng tháng thì có một mình chồng đi làm mà đóng tiền trọ tiền sữa cho bé thì cũng không có đủ. Hơn 3 tháng nay thì dịch bệnh nên là không có đi làm được, thì mới đi làm được gần đây thôi. Thì nghỉ dịch ở đây thì có bên hội phụ nữ chủ nhà trọ này, người ta cho gạo đồ ăn này cũng sống được ngày qua ngày, thì bây giờ dịch bệnh ổn định được đi làm lại rồi. Những người dân sinh sống trên địa bàn phường Mỹ Xuân, đặc biệt là những người mà có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người mà làm ăn sinh sống xa quê hương, thì họ đã rất khó khăn trong cuộc sống rồi. Nhưng bên cạnh đó, đợt dịch vừa qua sẽ cũng gây một cái ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và kinh tế của họ. Việc con cái, việc ăn học, rồi việc giãn cách xã hội ảnh hưởng rất là nhiều. Và công việc làm ăn thì có người thì mất việc, phải ở nhà do là công ty không có đáp ứng được nhu cầu công việc. Trong thời gian gần đây thì tình hình dịch bệnh diễn ra rất là căng thẳng, kéo theo một hệ lụy là cách ly F0, F1, ảnh hưởng rất dài trong một thời gian, gây khó khăn và họ không thể đi làm. Vừa qua, chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện kết nối đến bà con nơi đây. Thông qua chương trình, các nhà hảo tâm, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cũng đã gửi hỗ trợ cho bà con những phần quà nhằm động viên tinh thần bà con lúc khó khăn dịch bệnh. Thưa quý vị, chương trình Kết nối yêu thương hôm nay sẽ mang đến cho bà con những phần quà là 500.000 đồng tiền mặt, cộng 10 kg gạo và cũng như một phần nhu yếu phẩm. Thì sau đây thì xin mời bà con lên nhận những phần quà của chương trình Kết nối yêu thương gửi tặng đến ạ.
Hôm nay nhận được phần quà, bà rất là cảm ơn chương trình, bà cảm ơn nhiều lắm. Thay mặt cho Ban điều hành khu phố Mỹ Thạnh cùng toàn thể bà con nhân dân, hôm nay rất là hân hoan chào đón các mạnh thường quân cũng như là chương trình kết nối yêu thương của Đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Về đây đã có những phần quà để hỗ trợ cho những bà con có những hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh Covid trong thời gian vừa qua. Thì thay mặt Ban điều hành khu phố cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên đã có những cái phần quà gửi tới mọi người, và cũng mong rằng là trong thời gian sắp tới bà con có thể ổn định được cuộc sống. Cũng mong rằng là chương trình kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày một phát triển hơn để có thể giúp được mọi những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Hỗ trợ cho các hộ nghèo đang ở trọ tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ xin được trân trọng cảm ơn các cá nhân, hội nhóm từ thiện và doanh nghiệp. Cô Lắm, địa chỉ 595 Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu, 2 triệu đồng. Nhóm Còi Nguồn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, 2.500.000 đồng. Hội Góp Bà Rịa Vũng Tàu, 3 triệu đồng. Cô Hôn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, 500.000 đồng. Gia đình cô Nguyễn Thị Tốt, xã Hòa Long, 500.000 đồng. Các em Tấn Trung, Tấn Dũng, thành phố Bà Rịa, 400.000 đồng. Bé Hà Thảo, thành phố Bà Rịa, 200.000 đồng. Chị Mộng Tuyền, thành phố Vũng Tàu, 500.000 đồng. Chị Lâm Thiền Ngọc Thanh, thành phố Vũng Tàu, 1 triệu đồng. Chị Tâm, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, 200.000 đồng. Gia đình ông Hồ Công Sản, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, 500.000 đồng. Gia đình chú Nguyễn Mạnh Hùng, xã Cô Bị, huyện Châu Đức, 500.000 đồng. Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu, 3 triệu đồng. Cô Tuyết, thành phố Bà Rịa, 1 triệu đồng. Nhóm Đồng Giác, huyện Long Điền, 1 triệu đồng. Nhóm Từ Thiện Thiện Tâm, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, hỗ trợ nhu yếu phẩm. Chương trình Kết nối yêu thương phát sóng vào lúc 16 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần, phát lại vào lúc 9 giờ 45 phút thứ năm trên kênh BRT. Kính mời quý vị đón theo dõi.